Hôm nay Soka sẽ kể cho anh em nghe một câu chuyện. Một câu chuyện chắc chắn rằng là các bạn lướt Facebook mấy năm trời cũng chưa biết được câu chuyện này như thế nào. Mà trước khi kể thì cho Soka thấm giọng bằng một miếng dưa cái. Thì câu chuyện này rất là hấp dẫn. Buồn buồn phốt mấy idol chơi. Đây, dưa anh em à. Soka mời anh em ăn một miếng dưa. Buồn buồn phót mấy idol chơi vậy đó. Ngọt quá này mà. Không biết anh em có phải ăn dưa không? Đặc biệt có sầu ca rất thích ăn dưa à. Nhất là dưa dưa lưới đó. Tại vì lưới trời lồng lộng, tí thưa mà khó thoát ra. Ngày phốt một số hai đồ cho anh em chơi. Sắp xong rồi. Rất là ngọt anh em. Nó ngọt mà nó ngọt hay kiểu ngọt thanh thanh ngọt lại lại không? Nó ngọt mà nó không được ngọt gắt á. Sướng. Cuộc đời sướng có nhiêu vậy thôi. Ủa, mới nói ăn miếng thì không kể anh em nghe mà. Thôi kể anh em ha. Ngày xưa có một thằng kia nó kêu sầu ca dạy làm YouTube nghe anh em. Thì hồi đó sầu ca mới có chơi ná thôi. Còn nói thì chơi ná có lâu rồi. Sầu ca dạy làm YouTube xong rồi. Nó biết bắn. Mà một khi làm YouTube sầu ca rồi cái đầu nhiều người biết tới nó thì cũng như sầu ca đưa tên tuổi nó tới cái làng ná đó nè. Dạy nó làm xong rồi, làm YouTube xong rồi đồ có chân có móng đồ, cái bắt đầu quay qua. Nó kéo bè kéo phái nùa cánh nhau rồi nó kinh doanh nó làm ăn gì đó, hợp tác làm ăn cái quần què đất đẻ gì đó, cái nó quay qua. Cái nó nói sầu ca này kia. Cái hôm bữa có lần sầu ca quay phim này kia nó nói là quay phim nó này nói kia, cái nó nói là ảnh hưởng tới công việc làm ăn của nó. Nói là bây giờ là ảnh hưởng tới công việc làm ăn của nó, tính kinh doanh gì đó làm ăn của nó, và nó gạt phăng mình ra luôn và nó xem thường mình. Rồi nó bảo là cái mình mới nhắn tin nó rồi công việc làm ăn của em thì em cứ làm thôi, còn video của anh đăng lên anh không bao giờ gỡ, tại vì đăng lên kênh của mình mà sao gỡ được, mà gỡ cũng đâu giải quyết vấn đề gì, nó đăng rồi mà. Cái đó là anh là cái con cặc gì trong làng ná mà người ta phải điện cho anh gì đó, người ta điện cho em nè. Lúc trước mình có nói là nếu mà muốn gỡ video này thì cái người mà ý kiến thì kêu mình gỡ cái video là thì điện thẳng cho mình chứ làm gì mà phải qua nó. Cái nó nói gì vậy? Nó mình là cà, nó nói sầu ca là cái con cặc gì trong làng ná mà người ta phải điện cho sầu ca mà không điện cho nó đó, là vậy đó. Người ta điện cho nó chứ tôi là cái con cặc gì trong làng ná mà người ta phải điện cho tôi. Kể từ đó chỉ nghe một câu thôi, một câu là anh là cái con cặc gì trong làng ná mà đụng má người ta phải điện cho anh. Là kể từ đó là mình đã biết rồi. Kể từ đó là mình đã biết được con người của nó là con người ăn ăn cứt đá bô, ăn cháo đá bát. Thì chuyện buồn quá, ta gọi Zalo quá. Thì nói với anh em vậy đó, cuộc sống này mà bây giờ sợ nhất một câu là sau ca chơi ná mà sợ nhất một câu là anh em không mà. Không biết anh em, không biết anh em nghĩ sao chứ tôi á, ngoài trừ ra những cái tên mà có trong hộ khẩu của tôi thì tôi kêu bằng anh em thôi. Anh em kêu bằng anh em theo kiểu cái giọng nhẹ nhàng á, là anh em là quan hệ đồ với nhau trong hộ khẩu thôi.
Còn mấy thằng nào ngoài đời á, kêu bằng anh em con cặc. Để con nào anh em đâu. Càng thân thì nó sẽ càng chơi mình thôi. Và sau mấy ngày dịch này thì mình cảm thấy là thiệt, mình suy nghĩ rất là nhiều, mình không biết phốt ai. Mình cảm thấy trong cuộc đời này á, tốt nhất là mình nên phốt ai, mình không nêu tên gõ của ai, mình nói về chắc chắn là đụ má nó xuống nghe thôi. Và tuyên bố rằng là mình cũng chả là cái con trặc gì trong làng ná hết thiệt. Mình chơi cho ná cho có thôi. Tôi chả có con trặc gì trong làng ná hết. Tôi đâu biết cái chơi, tôi đâu biết ná gì đâu, biết idol gì đâu. Tôi chỉ làm YouTube thôi. Thiệt anh em biết tới tôi là cái đó là tôi mừng thiệt. Rất là cảm ơn anh em đã biết tới Sầu Ca. Cái tên mà nghe thấy thân thương. Tôi thì chỉ làm ná thôi, đi sinh tồn này kia thôi, cảm thấy cuộc sống vui thôi. Để già rồi tôi coi lại những cái video đó, tôi cảm thấy mình được có trải nghiệm một cái tuổi trẻ nó thật là ý nghĩa đó. Để mà mình cắm đầu đi làm này kia, quay ra kiếm tiền, xong rồi có tuổi chút xíu cái mình đâm ra cái mình bệnh, lấy tiền mình chữa bệnh đó. Còn này là tôi đi chơi gì đó mà tôi cũng kiếm được tiền, tôi sống cũng được dư chút ít đó. Tôi sống mà cảm thấy cuộc sống tôi nó thoải mái là tôi được ok liền. Đi học làm chi, bằng thì nhóc rồi nè đó. Mình nói này không phải là khuyến khích các bạn nghỉ đi bắn ná không à. Không có, mỗi người mỗi cảnh phải không. Còn mà sống với nhau á, sống với nhau á thì trước tiên á hay dòm người đó, người ta sống như sao với mình đó, thì mình sống lại như vậy thôi không. Ai tốt với mình thì mình tốt lại, ai chơi xấu mình đó, một là chơi xấu lại, còn hai á là mình nghỉ chơi không. Mà cũng từ cái chuyện đó là mình nghỉ chơi luôn các bạn, thì nghỉ chơi luôn, nghỉ chơi tốt nhất là nghỉ chơi các bạn. Chơi mà điểm thúi quá ai mà chơi đúng không, chơi mà điểm thúi quá, lại gần người ta một tay người ta bệnh mũi lấy con cặc gì bắn ná mà chơi, một tay bệnh mũi gì thúi, còn tay kia sao bắn. Mà vậy mấy anh em khi mà kiếm bạn chơi không, trong cái kia là anh em kiếm cái bạn mà đừng sân si, đừng có bao giờ mà tính toán gì tiền bạc. Xong ra tuy là không có điều kiện gọi là khá giả, nhưng mà thiệt anh em là chơi tốt, má một đồng trong túi mình cũng móc ra chơi luôn nè. Không không có tiền mình cầm giấy tờ mình chơi luôn, chơi cạn tàu gạo má đó. Còn những thằng mà nó chơi điếm thúi đúng một lần một là cuộc đời này chia tay liền. Kể nghe nữa. Rồi có một idol khác. Idol này mới thú vị. Idol này là idol thú dữ luôn nha anh em. Idol là thâm niên chí cốt luôn. Thâm niên chí cốt mà cuối cùng thì đụ má cũng ra idol, cũng ra vụ tiền bạc rồi mới ra tào lao. Anh em đụ máu đi nhậu này kia rồi 500 1 triệu đó là chuyện bình thường, nhiều khi cũng tôi trả cho bạn cũng hết nữa bạn, tôi dành trả nữa. Chầu nhậu có tới đâu không, gắn kết anh em lại với nhau, nhiều khi sỉnh sỉnh vô ken ken vô bên mình nhảy 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 rồi ha, kêu búp kêu miner đồ mấy anh quậy sáng đêm thiệt, có nhiều chơi nhiều. Ví dụ như bữa đó đi mà đụng xong cam còn tiền mà anh em còn vài trăm đụng tôi lướt cho anh em luôn, còn nhiều lướt cho anh em hết thiệt. Còn này đủ má đi giao lưu xong nhậu xong tính tiền, mà lúc đó tôi vô tôi ngồi uống có nửa chai Sài Gòn vậy à. Tôi có công việc đi trước mà gì mà đủ má nó cộng tiền nó chia lại nó tính tiền tôi là 250. Một chai bia là 250. Còn thua một thằng giấy số đi ngang mày giấy số uống với tao một cái, hoặc thua thằng bồi bàn nữa uống với tao một cái
Nhiều khi uống hai ba cái là chai bia con này uống chưa được một chai tính tiền hai người chưa mà nhiều lần như vậy. nhường như vậy cuộc sống mà. Bởi vì giờ mà ai mà kêu tôi chỉ này chỉ kia tôi cũng biến chỉ lắm, tại vì tôi mà chỉ ai là mấy người đến đó, mấy người đó là hay găm chọt lắm, găm chọt dữ lắm bạn ơi. Lúc mà chưa đụng đến tiền bạc á, nói chuyện anh em nào sớt, trời anh em mình không à, nhầm mẹ gì. Lúc mà kiếm được tiền rồi bán buôn kinh doanh đồ, cái đâm ra anh em cái con cạc đâm chém nhau giành lộn bán mối gì đó, đâm chém nhau từ hăm dọa gì từ lưa hụt mấy hết. Mấy cuộc đời này chả có con mẹ gì nó quan trọng nữa. Bây giờ tốt nhất là anh em chơi một mình đi, đừng có chơi chung. Một mình đi giống như mấy nhà dịch này nào, mình chơi một mình đi rồi mình cũng phát triển được. Bây giờ sợ lắm rồi, đừng có từ anh em ở đây nữa, không có anh em đâu anh em à, trừ khi là anh em trong dòng họ thôi. Anh em trong dòng họ bị mà ruột thịt đó. Cho bụng mẹ chui ra anh em mà trong hộ khẩu, có trong hộ khẩu anh em đâu đó chỉ bằng anh em thôi, còn ngoài ra ngoài đời chỉ là bạn thôi. À, chơi mà kiếm bạn xấu là lộn cái bạn luôn á. Nói anh em nghe nha, nhưng mà nhấn mạnh với anh em là tôi vẫn còn nhớ hai cái sự kiện đó là uống một chai bia tính 250 giờ. Anh là cái gì trong làng ná này, nó nhẹ thôi tại nay nói thêm vô cái từ cc cặn cho nó nặng, nhưng mà thực sự anh là cái gì trong làng ná này. Cũng xin thiệt là mình bây giờ là không còn chơi nữa, nhưng mà nói cho anh em nghe là mấy câu đó nhớ hoài, thiệt nhớ hoài. Tôi không biết anh em có nhớ tôi không, anh em có nhớ là cái thằng sầu ca này từng từng đưa tên tuổi của anh em nó lên không? Nếu mà không không nhờ sầu ca này thì đủ con đỉ mẹ nói thẳng với anh em là một câu là đủ má tên của mấy anh em là được dán đầy ở trên cột điện á, rồi để cái hàng chữ ở dưới gút hàm cầu đấy. Chứ đéo ai biết tới đâu, nói nhẹ vậy thôi. Mình sống thì cùng nhau mình phát triển chứ, chứ mà mình sống á, mình sống mà mình cọc cọc với nhau quá nó đâm ra còn dại đúng không. Người thành công chưa chắc gì là người mà đi đầu đâu anh em, người đi bình yên không, đi bình yên không có tham vọng được đâu, không có ra đời phải biết quen người này người kia không, bạn bè giúp đỡ lẫn nhau. Ví dụ là ví dụ như vậy chứ không ai mà sống một mình mà với người khác nữa. Sống một mình chỉ có là quỷ thôi, chơi mình thôi, gặp người giết, gặp người giết thôi đó, ăn thịt rồi nó mới sống rồi. Còn mình là con người, mình thoát xã hội sống bầy đàn rồi thì giờ mình sống tình nghĩa chứ, tại vì mình giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ mà ha. Lời lời mà nói những gì bạn nói với tôi nhớ thẳng đầu, tôi nhớ hết trơn luôn, tôi nhớ hết, tôi nhớ hết mà tôi không có nói ra thôi, tôi không có bóc phốt ai hết trơn á, tôi nói khơi khơi ra rồi anh em tự suy nghĩ ha. Qua mùa dịch này á, thiệt nên suy nghĩ anh em sống qua mùa dịch này á, mà lỡ như là có thở oxy á thì suy nghĩ lại nha, lúc mà gần chết suy nghĩ rồi những cái thằng mà đâu biết chơi mà nét ra nét chơi với mình như thế nào, rồi mình đối xử như thế nào, nói xấu người ta thế nào, thì suy nghĩ nha, suy nghĩ lại đi. Những thằng mà ăn nhậu này kia rồi
Bây giờ nói như vậy còn đâu còn ai chơi. Bây giờ kiếm tiền đi, thoải mái. Có tiếng rồi, có tiếng tăm rồi, có tiếng rồi mới gặt được miếng nha. Đi kiếm tiền thoải mái các bạn, tiền thiên hà mà, ai kiếm được nhiêu kiếm. Mình kiếm tiền thiên hà mà đừng có đụng tới người khác, người khác kiếm tiền đừng có bao giờ làm như vậy. Đấy, đừng bao giờ dìm người khác luôn. Sầu ca này chơi được thì chơi, còn không chơi được thì đâu con đĩ mẹ biến chỗ khác chơi nên cũng được luôn. Cần gì mà phải chơi chung, gương vỡ không khi nào lành được đâu bạn ơi, gương vỡ không lành được đâu. Đừng có nghĩ lấy keo dán nó lại, chơi thì mà được một lần thôi, xấu được một lần thôi. Bây giờ dù mà có quay lại ngồi với nhau uống cà phê thì đủ má trong đầu thằng nào nó cũng sạn không mà. Nó ghét nhau từ cái hành động đó rồi, cái xấu với nhau hành động đó rồi bạn. Mình nói đây là nhiều người nhột lắm á. Không biết nhột không chứ tôi ăn chưa đấy, nhìn thấy ngon không? Đôi khi bùng bùng ngồi nói chơi gì nè. Các bạn không hiểu gì đâu. Tôi biết. Tôi nói ra nãy giờ tôi cũng hiểu là hiểu lắm mà. Ý tôi nói là tôi có những người bạn, người bạn từ cái thời mà mới làm YouTube tới giờ tôi có những người bạn các bạn cái gì nữa, các bạn có bị video này bạn thấy mặt tôi láo kệ. Tôi biết mặt tôi láo lắm tại vì tôi nói theo cảm xúc tôi mà, đúng không? Cảm xúc tôi đang bừng lên mà, đang cảm thấy ghét lên mà. Không ai mà ngồi cầm điện thoại với tôi mà quay được gì, nói chuyện gì đâu. Không, nó bị cùng ngôn ngữ, thiếu cái lập trường, đúng không? Mà khi mà bạn mà nấu được như vậy chứ đó là bạn không có xúc bạn dân lên. Mà khi mà buồn buồn tôi nằm tôi nhớ, tôi nói một mình vậy đó, tại trong nhà có một mình mà tôi nói cuộc sống này mà. Còn cái nghề ná này tôi thì tôi không biết nó bền hay không, không biết, nhưng mà thực sự là mình đam mê thì mình gắn đeo hơn chứ. Thực sự mà nói tại tôi thấy nó hay hay thôi, thực sự mà nói thì cái nghề ná này á là anh em chơi kiểu như là đam mê tự phát, đam mê tự phát. Tôi cũng vậy thôi, đam mê biết được một ngày nào đó mình có cái đam mê khác mình bỏ ná sao, đúng không? Có nhiều anh em nhiều khi người ta đam mê thiệt, cái đó là công nhận người ta đam mê, nhưng mà một ngày nào đó người ta có lại có cái đam mê khác người ta bỏ ná, không đó chỉ là đam mê tạm thời thôi các bạn. Tôi cũng vậy thôi, giờ hiện tại thì tôi đang mê ná mà không biết khi nào mà tôi chán ná đấy, tôi sống một mình thôi mày nè. Nhưng mà đam mê cho tới, đam mê cho tới để kiếm được cả tiền để mà nuôi cái đam mê của mình, đúng không? Còn đam mê mà chưa tới thì anh em cứ chơi cho nó giải trí thôi. Mày với anh em đừng có phốt qua phốt lại, đừng có kêu ghéo tên nhau. Có những cái tôi cần kêu ghéo trên tôi mà kêu ghéo một cái là xong luôn, xong cuộc đời luôn. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, có mấy chục năm sống nửa đời người rồi giờ được có mấy bạn đâu. Nói chung là trong thời gian vừa qua thì có rất là nhiều anh em biết tới Sầu Ca là đăng ký kênh Sầu Ca nè, thì Sầu Ca cảm ơn nha, cảm ơn rất là nhiều. Tại nằm nè anh em, nằm nằm của nói cái giọng nó hơi kỳ kỳ không nè, nó nghe nghe nè thì anh em thông cảm nha, tại vì mình chỉ là ngẫu hứng mình quay thôi chứ mình đâu có mục đích gì đâu. Tại buồn buồn nó bấm cái mày quay đại gì đó, nói chuyện chơi cho anh em nghe. Giờ video này thì xin nhắc nhở với anh em là chai bia 250 với sầu ca trái gì trong làng má hả, tôi nói về nhiều người hiểu lắm nè, like lắm á, tôi trả gì trong làng má nè, tôi chỉ thằng YouTuber thôi anh em, quay tào lao thôi, quay tào lao vậy đó. Rồi thì tại vì anh em tôi phải làm công việc của mình đấy, tôi phải nghiên cứu thêm vài khẩu ná nữa. Để mà qua dịch để phục vụ cho anh em, nhiều anh em không phải tưởng gì tôi thiệt là giàu, tôi cho anh em mỗi người một cây đó. Mỗi người lần giao lưu cứ tặng cho mỗi người một cây, tưởng gì thiệt là giàu. Chứ còn mà mua hàng mà mời mời cục hàng mà trả về hết 4 5 cục là thấy không vui đó.
Dịch này thì không có ship được nha anh em. Anh em thông cảm nha. Rồi, hẹn anh em gặp lại clip đi săn nha. Khi nào đi săn thì sẽ đăng clip cho anh em coi. Rồi, cho ta biết anh em.